Vâng, chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh của Hiền Trần TC. Em đang có mặt tại đường Lê Thị Riêng, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Em đang trước mô hình sửa xe lưu động của một chú Ngân ở Lê Riêng này. Chú có mô hình sửa xe rất là hay. Mô hình của chú như nào thì video này em sẽ quay cho các bác, chia sẻ cho các bác biết cái mô hình sửa xe lưu động của chú này. Đây là cái chỗ đường Lê Thị Riêng, hướng ra quốc lộ 1A, gần trung tâm quận. Thì ở đây có chiếc xe của chú Ngân, chú đang ở đầu đây hàng ngày. Trên xe của chú thì có cái đặc biệt của chú là trên xe là có hai cái tô bin nhỉ, đó là hai cánh quạt, đó là để tạo ra điện năng lượng điện đó. Thì cái mô hình của chú đang sửa xe lưu động ở đây hàng ngày ở đây. Cách đến với chú là máy phải nổ này để tạo ra hơi, đi vòng vòng qua kia thì để các bạn vào trong xe tham quan nghe xe chú này. Điện năng lượng mặt trời trên được sạc qua cục sạc điện xuống bình ắc quy để tạo ra điện. Trong chú, trong xe chú đầy đủ đồ chơi luôn đó, ai phát này, quạt này. Tôi đang có một cái khối pin lithium lại từ bốn là chuẩn bị để ghép lại để sử dụng. Đây là điện này, các bác cùng lên trên xem cái nóc xe nha. Đây ở trên này là chúng sử dụng 3 tấm pin, 2 tấm là 100W, 2 tấm là 110W, 1 tấm là 100W đó. Thì có công suất là 320W ạ. Đấy, chú kết nối xuống cái dây này, đi xuống cục sạc. Ở đây chú dùng hai cái tô bin motor không chuyển than. Cái này là tháo cho cái máy photocopy ra đó, để chú sử dụng để khi mà nó chạy nó tạo ra gió. Nhưng mà cái cánh quạt này cái ra nó hơi nhỏ. Chú đang thiết kế cái cánh quạt nó to xíu, để khi mà chạy thì nó sẽ tạo ra gió, tạo ra điện để sạc vào ắc quy. Đây tấm pin chú đang cố định ở trên mặt ô tô như này. Nó vừa làm được mát được trên mặt ô tô mà vừa lại có điện. Đây chú có cả cái tăng thể lực đây, để khi mà hướng nắng, ví dụ như đậu ô tô ở những cái chỗ hướng nắng ấy, thì chú sẽ nâng cái này lên, nhìn rất là chất nha. Đó. Thì khi mà điện ở trên chú sạc xuống thì chú qua cái cục sạc MBT. Đây, chú dùng cục sạc Suer này, thì chú có hai cục luôn. Đó. Xuống bình ắc quy này, chú đang sử dụng hai bình ắc quy. Đang sử dụng hai cái bình ắc quy nước này. Thật ra thì sử dụng cái bình ắc quy nước này thì nó không được hiệu quả lắm. Chú đang sử dụng cái khối pin kia, kia là pin lithium lighter 4 pin sắt á. Này kia con khối này chú đang chuẩn bị ghép kìa. Chú cũng rất là đam mê. Đó. Đây là chú Ngân, chú đang đây nha. Đây chú có số điện thoại và mọi người có thể liên lạc trực tiếp với số chú. Lát em sẽ để trên màn hình để cho mọi người có thể quanh khu vực quận 12 hoặc Gò Vấp thì liên hệ chú. Đêm hôm thì chú vẫn có đi chú sửa. Đây người ta. Cái mô hình này chú rất hay nha. Nha. Lên riêng đi thẳng quan. Đây. Hàng ngày là chú đỗ ở đây. Nhưng mà có ai có việc yêu cầu thì chú có thể chạy xe tận nơi. Như yêu cầu là để sạc bình ắc quy xe hay là vá xe hay là làm gì thì chú sẽ đến tận nơi chứ sửa. Đây là tấm pin kia, chú có cái bản lề đây, bản lề cho cái tấm pin này. Đấy thì khi mà nâng tấm pin lên nó sẽ lấy hướng nắng. Đấy bình thường giờ này giờ trưa thì chú đang để cho nằm xuống, cái hồi sáng thì chú sẽ nâng cái tấm pin về hướng bên này hoặc về bên kia thì chú rất là lưu động. Đầu thì sẽ có hai motor này. Kể ra hai cái cánh quạt này mà chú làm nó lớn xíu nữa thì khi mà chạy ô tô chạy thì sẽ tạo được gió hiệu quả hơn. Đó. Thì cái mô hình xe lưu động vừa là để sửa xe mà vừa lại có điện để trong khi sử dụng. Chú ngồi chỗ chú vừa sửa chú có cái để sử dụng thì rất là hiệu quả. Với một số bác có đến sửa xe mà điện thoại có hết pin thì chú cho sạc miễn phí luôn. Đó, sửa được sạc điện miễn phí. Đồ nghề của chú là
rất là thô sơ thôi nhưng mà chuyên dụng lắm. Đó. Đấy, công việc của chú hàng ngày là rất là xe rất là đông nha, người tăng sen, người sửa xe rất là ok. Thì em có đi trên đường và thấy được cái mô hình này của chú sử dụng cái điện năng lượng mặt trời này, đấy 320W pin thì để sạc như này là rất hiệu quả. Chú đang sử dụng con kích điện 200 lên 210 để sử dụng cho cái máy khoan đây. Khi mà ấy thì chú sử dụng cái máy khoan như này rất là ngon nha. Đó. Đó. Thì với mô hình này thì áp dụng những bác sửa xe lưu động rất ok. Chế mấy cái bát bắt pin này, bây giờ chú chuyển ra chơi pin thì chơi pin thì nó hiệu quả hơn. Đó, là rất chuyên nghiệp. Rồi chân nó tùm lum hết trơn. Dạ. Không, cái mô hình này chú hay đấy, con cũng khoái cái mô hình này đó. Nhà con cũng dùng có 400W pin thì cũng sử dụng cũng ok lắm, nhưng mà mình để một chỗ, còn như chú đi lưu động như này là thấy mau hỏng nó mau hỏng nữa, là nhiều khi nó di chuyển như vậy con ạ. Và cái dây mà từ tấm pin xuống ấy, chú để hơi yếu chứ. Bữa nào con chạy qua được con cho chú mấy cái sợi dây DC từ tấm pin xuống á thì nó không bị nóng dây chú hiểu không? Chú đi này nó nóng dây nó hay bị cả bậc sườn. Dây DC kia ngon lắm, nhà con có ít thì con cũng hay mua bữa một dư. Cái dây này chú dùng cái dây điện AC này thì nó không ngon cho lắm. Tức là từ pin xuống là phải dây DC. Chú đang làm mấy khối pin này. Chú làm thành khối này. Khối này là 12V. Đây kia chú làm khối nữa để thay cho cái bình quy nước này. Vừa to cồng cành mà lại hiệu suất không được cao. Lúc nào chú thời tiết đang sạc rất ok nhé. Đổ chú tự mua tự chế luôn. Này là rất là chi tiết. Đó là khối pin đấy chú. Ok. Đây là cái cục đây là khối pin nữa. Đấy, chú rất là đầu tư này. Đây là khối pin chú đầu tư, chú đang gắn lên đấy. Trời. Đó, chú chơi quả này với là chất này. À, chú chơi đựng vào hộp này luôn. Đây là quả đã thành phẩm. Đây là một quả pin thành phẩm đấy. Đây quả pin nữa mới ráp chú tự mua đồ về ráp luôn đấy. Đây này là rất là để thay thế cái bình ắc quy kia chú ạ, tại vì nó bình ắc quy kia nó không có hiệu quả nha, nó không được nhiều. Mình sử dụng cái pin này nó ngon. Bóng đèn hôm bữa nào con ghé qua chú cho chú cái bóng đèn, cho chú cái đèn đèn đó nó chạy được từ 12 cho đến 48, sáng lắm, chú bắt được ngay đây là sáng lắm, anh tặng chú. Không, đèn vuông như này, nó vuông như này thôi, nhỏ thôi. Rồi, là con chạy qua rồi. Con nhà con Bình Mỹ mà, con chú ngày nào chú ở đây mà đúng không? Rồi con qua chú tặng chú cái đèn đó. Bây giờ chú sử dụng, nhưng là cũng muốn giúp đỡ cái mô hình này chú để chú giúp con sửa chữa để giúp phục vụ cho mọi người. Rồi. Những lúc rảnh rỗi thì chú ngồi chú chế pin như này. Ok nha. Mấy quả pin luôn, quả pin này. Tiền không á. Cái này là chú đam mê chú chơi thôi chứ thật sự mà nói về kinh tế thì không kinh tế đâu, nhưng mà chú đam mê chú chơi nên không kinh tế đâu. Và biết mà nên là tại vì cái này lúc này mình vừa là chơi cho mình với lại phục vụ cho bà con này đúng không? Chứ còn nói mà kinh tế là không thể kinh tế được. Dạ đúng rồi. Làm tức là mình làm từ tâm thôi chứ còn làm từ ấy là không được đâu. Rồi. Ngoài những lúc rảnh rỗi là chú ngồi chú chế ráp pin này, tự mua pin về tự ráp này, tự mua pin tự ráp thành phẩm của pin nhưng rất là chuyên nghiệp. Rồi ai mà tới ngồi sửa xe thì ngồi đây chơi đấy, được ngồi đây được sạc điện thoại miễn phí đấy, rất là ngon nha. Đó, trên là tấm pin này. Tấm pin này. Đây là cái cây để tăng pin. Đây là hai cái motor không thể than.
Khá ok. Đang lấy cua để cày tấm pin được kèm á. À, đó là chú nâng tấm pin lên này. Hơi chặt xuống hả? À, nó bay đúng không? Cái này đúng là nhiều khi mình di chuyển mà đúng không? À, khá ok. Rồi. Đó, khi mà chú dựng lên như này là ở ngoài tính xa là như một gọi là pháo đài đấy, nhìn rất là chuyên nghiệp nhé. Cái nhược điểm của chú thì chú chạy cái dây điện này thì hơi yếu sức. Đấy, cái này em sẽ cho chú cái sợi dây DC để cho chú chạy. Ok. Chú đang vá xe thì gọi khoan cho chú mấy cái bát để chú bắt pin như này. Để cái máy lên kia quay được không? Dạ. Để máy lên xe không pin. Thôi rồi, làm này. Tại cầm tay như này. Này máy chạy rất khỏe nha. Đúng rồi, đúng rồi, mình lưu động như này là nó không có điện xài. Thành ra mới nghĩ ra cái này. Dạ. Đấy, mà cái thời của chú là chưa có biết là có năng lượng mặt trời. À. Năm 2017 rồi nó có nhưng mà có đâu đâu. Không phải, đắt đỏ lắm, lúc đó nó đắt lắm. Rồi. Bây giờ là nó với mô hình này nó rộng rãi. Thì con cũng hay làm những cái mô hình nhỏ nhỏ này cho những cái vùng mà ở khu mà mấy người nuôi đầm nuôi cá đó. Đó, người ta cũng làm khoảng 2 tấm pin 200W đầu sạc vào bình để tối sử dụng cho bóng đèn. Thật ra mình chạy cái hệ 12 không á thì nó rất là rôi, hiểu không? Chứ còn mình khi mình biến điện lên 220 là nó hao lắm, nó sử dụng rất là hao, nên là không có hiệu quả. Vá xe chú. Đây chú đang biến điện này cho tới chú đang cục con Sua, con này con 500A, con này có 300W rồi. Cái này quá nhỏ. Sử dụng qua. Xe máy lưu động. Lùng rồi. Này, về bơm hơi thì chưa phải dùng cái máy. Phải di động luôn. Phải di động mà, nó tốn mà. Bây giờ chú xem lại là trên đây là có. Bây giờ chú sẽ mở cái máy tính rồi chú cho quay này. Đây là kênh rồi. Giờ mình phải phân ra thằng nào bao nhiêu vôn phân ra mình mới sắp vô một khẩu pin. Để lấy kênh nữa mình lấy kênh nữa đây, mình cũng đang về làm về năng lượng mặt trời đây. Đó. Cái kênh này cũng để các bác xem pin năng lượng mặt trời này là xem của em đây. Đấy, xem đây. Phát là loa rất là chuyên nghiệp này. Quạt đây, quạt
trưa để nghỉ trưa đây. Ok. Các người chưa đến rồi. Tính tình à? Rất chuyên nghiệp. Đó, ai muốn sạc điện thoại thì chú cho ra sạc điện thoại miễn phí luôn. Đó, điện là chú là dư điện luôn. Chứ còn thật sự là chú cứ đầu tư số tiền của chú này thì không bao giờ mà gọi là để thu lại được vốn được. Nhưng mà chú chơi là chú sử dụng phục vụ cho chú và phục vụ cho bà con đến sửa chữa. Đó, thì chú sẽ làm như vậy. Chú ngồi chú ghép lại pin. Chú mua pin về là chú ghép lại thành cái này, tạo ra những cái hộp pin như này để chú sử dụng. Đây, sau khi để chờ cho chú vá xe thì em phụ chú quan cái này. Đó, quan xong này. Xong rồi, cảm ơn cháu. Dạ. Đây thì bây giờ chú đang dùng cái máy nổ này để bơm hơi. Tương lai là chú sẽ thay cái đầu nổ này bằng cái con motor để chạy điện năng lượng mặt trời kích vào nó để bơm cho cái đầu nổ này. Thì nó sẽ đỡ ổn hơn, và thứ hai là nó không bị hao xăng nữa. Còn như này thì chạy rất là hao xăng. Đấy. Đấy, còn đấy, sử dụng cho cái việc tức là dùng nguồn điện để phục vụ cho việc sửa chữa thì rất là ok. Đó, như này là khá ok nha. Nào là chú ngày buổi trưa thì chú đi mua cơm tiệm để chú ăn. Đây, cơm thì chú cũng đã mua về đây rồi. Cắm hai cái máy mài nữa. Đây. Đó, đây là hai cái máy mài này để cho biết là cái nó chạy như thế nào. Rất là khỏe nha. Đây, chú test cái máy mài này. Đây, còn máy mài này đang là máy này, này không có biết là công suất bao nhiêu nhỉ mày. Đó. Rồi chú mài giũa. Cá ngon. Đó, còn máy mài này. Còn máy mài này có bốt này. Con này là 670W này. 70W rồi, để xem con này có chạy được không nha. Bình thường nha, rất là khỏe. Đấy, khá khỏe. Đấy, khá khỏe. Đấy, cái sửa xe ngoài lưu động ở lề đường như này mà được cái hiệu quả nguồn điện như này thì rất là hiệu quả. Sẽ không phải sử dụng đến điện lưới nữa. Đây, đây là mô hình của chú này. Đấy, đây, như này chú sẽ đang đóng những cái bình như này để phục vụ cho cái việc chế cháo. Đấy, đồ nghề của chú này cũng quá trời đồ luôn. Rất đam mê để những đồ chú mua trên mạng này. Đó, đó, đấy, cơm chú đã mua sẵn này, chuẩn bị cho ăn. Đó. Đấy, khóa máy này, máy khoan, máy cắt nhưng mà đấy, mô hình là sẽ chạy còn máy bơm hơi kìa, để dùng bằng điện luôn, chứ dùng máy nổ thì nó vừa là tốn xăng mà lại vừa ổn. Rồi, các bạn nhớ góc đường đây thì riêng hướng về quốc lộ 1K 1A gần trung tâm quận nha. Rồi, video em xin được kết thúc ở đây. Nếu Hiền Trần thì cảm ơn các bác đã quay video này. Cái địa chỉ của chú là chú hay ở chỗ đường Lê Thị Riêng này, ngay hướng ra quận. Còn chú em sẽ để số điện thoại của chú ở trên góc màn hình để cho mọi người gần khu vực này ban đêm có thể gọi điện cho chú để chú tới chú sửa chữa tận nhà hoặc là xe lưu động. Rồi, Hiền Trần xin cảm ơn các bác đã quay video này với em. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.